Ừ, ok. Ủa, sao nay anh về sớm thế vậy? À, bữa nay giải quyết xong công việc sớm rồi anh về. Sao? Dạ. Em ổn không? Em bình thường mà. Thì tại em bữa nay thấy tự nhiên sao chồng em đi làm về sớm quá cho nên em hỏi vậy thôi. Vậy hả? Con đâu ai? Con hả? Nãy em đưa nó rồi. Giờ đang bên nhà ngoại á. Ủa vậy hả? Sao em đưa con qua nhà ngoại mà không báo cho anh biết? Trời ơi, thì anh bận trăm công ngàn việc. Thì em thấy đưa con qua bển chơi thì bắt taxi cho con đi thôi, chứ có gì đâu mà phải nói với anh. Anh gì? Cho em mượn cái bóp đi. Đấy. Tự nhiên sao bữa nay hỏi mượn bóp đó trời. Ủa bộ anh giấu quỷ đen hay gì mà anh sợ anh không dám cho em mượn? Phải để kiểm được có cái gì trong này không. Nói chơi vậy thôi chứ nè. Chi vậy? Thì à, em để cái này vô cho anh. Cái gì vậy? Lá bùa bình an đó. Trời đất ơi, em mày đặt nữa. Từ bây giờ em đã bỏ ở trong đây rồi, anh không được lấy ra. Chạy đi đâu cũng phải mang theo hết nghe chưa? Cất vô đi. Mang theo mới được bình an hả? Chứ sao? Ủa nhớ là từ hồi trước, từ hồi nhỏ tới bây giờ luôn á ha. Là nguyên một khoảng thời gian vậy anh không có bùa bình an nào trong bóp hết trơn á. Là anh có bị gì đâu. Anh không nghe ông bà ta có câu hả? Có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Anh cứ hả bỏ vô trong bóp cho em đi, không có mất đâu hết trơn á. Đúng là hồi xưa giờ anh cũng rất là bình an, nhưng mà bây giờ anh có lá bùa bình an này là anh sẽ bình an hơn nữa. Hiểu không? Hồi xưa giờ bình an, giờ có bình an hơn nữa. Ừ. Nói gì em cũng nói được á. Thôi anh lên tắm đây. Suốt ngày cứ là bùa chú. Mệt em hết biết. Mệt quá. Tối ngày đi làm về cái thấy là cằn nhằn. Em làm cho tốt cho anh chứ bộ. Tắm cho lâu lâu á, sạch đó nha. Hồi sáng giờ đi ngoài đường bụi lắm rồi đó nghe. Biết rồi. Trời ơi, lẹ lẹ lên để ổng mà xuống một cái không thấy ổng nhằn nữa. Cây tươi nè, rồi thần Linh thấy á, bắt mắt thằng Linh mới về chứng cho mình. Thôi làm lẹ đi để má công lát ổng về không nhằn nữa. Đây. Ôi. Chào vợ. Dạ. Ủa, nay sao nó phải rằm mà sao cúng kiến gì tùm lum vậy? Em cúng công chuyện làm ăn của em á mà. Công chuyện gì? Dạ. Thì, công chuyện gì mà bài biện có vẻ hoành tráng quá vậy? Thì anh cũng biết rồi đó, mấy bữa nay công chuyện của em nó có hơi chút xíu trục trặc nên là em cúng chút để mà. Trời ơi, anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Hử? Cái công chuyện làm ăn là có lúc lên lúc xuống thế này thế kia chứ sao mà cứ hở hở mà anh thấy suốt ngày ngày nào em cũng cúng hết là sao vậy em? Trời đất ơi, em cũng đã nói với anh rồi, thì có thờ, có thiên, có kiêng, có lành.
Thế bây giờ ngày nào cúng, bây giờ em đi ra chợ em mua dĩa trái cây với ít đồ cúng này à, rồi có đâu có tốn bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà đổi lại được công việc của mình được thuận lợi, mọi thứ đều được hanh thông, tốt đúng không? Tốt thì tại sao mình không làm? Thôi em làm đi. Rồi một lát á, anh lên rồi xong rồi xuống là anh với em đi đón con về nha. Ê, không có được. Làm gì mà la hết hồn, không được là sao? Để con bên nhà ngoại chơi thêm mấy bữa nữa đi. Rồi từ từ hôm thẳng rước con về. Mẹ lúc này lớn tuổi rồi, mắt mờ, tay chân yếu rồi. Con ở bên đó mà nghịch ngợm là rủ có chuyện gì xảy ra sao? Con mà nguy hiểm cho mẹ nữa. Trời anh ơi, em đã dặn mẹ rất là kỹ ha. Mẹ sẽ chăm sóc con mình, không có bị cái gì hết. Cho nên anh cứ yên tâm, để bên đó với bà ngoại, không có việc gì phải lo đó. Em đang có chuyện gì phải không? Có chuyện gì cứ việc nói cho anh biết. Khó khăn cái gì, vợ chồng chia sẻ với nhau để anh biết cách cùng với em giải quyết mọi chuyện. Có chuyện gì? Thì mấy bữa nay công ăn chuyện làm của em nó hơi có rắc rối. Thì em có đi tới gặp thầy bói. Đó, thấy chưa? Anh không bao giờ mà anh nói cái chuyện gì mà sai hết trơn á. Rồi sao nữa? Thì thầy nói á, là tháng này á, hai vợ chồng mình không có hợp với tuổi của con. Cho nên là bây giờ phải để con đi xa vợ chồng mình á, hết tháng này thôi. Thì bây giờ em để con đi qua bên ngoại rồi, hết tháng này em dắt con về. Anh ráng đi, coi như là bữa nay cũng gần hết tháng rồi, cũng còn chừng. Trời ơi, em ơi là em. Anh không thể hiểu em được luôn á. Có gì đâu mà không hiểu. Cái công chuyện làm ăn là cái do mình thôi, chứ không có hợp tuổi hợp tiết gì hết trơn á. Anh nói rồi nha, chiều nay qua đón con về, rồi dẹp tất cả những cái trò mê tín dị đoan này của em nghe chưa? Nghe chưa? Anh sao anh cứ làm quá lên nè, bây giờ anh cứ để yên cho em cúng đi. Chuyện này có gì to tát đâu. Bây giờ anh không nói nhiều nha. Mai mốt là chuyện có chuyện gì xảy ra với con, hay là có ai trong cái gia đình này bị cái gì á, đừng có trách anh. Anh cứ làm quá lên không à. Ừ, đi đón đi, em đi ra khỏi nhà này luôn á. Dạ con nè thầy. Dạ thầy ơi, con đang cúng nè. Dạ con nhớ rồi, đốt giấy ở hướng Bắc. Dạ con cảm ơn thầy. Có cái gì mới hơn nữa con sẽ nhờ thầy chỉ bảo giùm con nha thầy. Dạ con cảm ơn thầy nhiều lắm. Đâu mà lâu vậy không biết nữa, cơm canh nguội hết trơn rồi nè. Về rồi thì đấy, quá đẹp luôn à. Khoan. Ở đâu ra vậy? Ở bên nhà chị bạn, chị nói thấy hợp quá đem về. Thôi, dục. Đem đi đâu mà dục? Bình tĩnh. Đây coi nè. Đó, quá hợp luôn đúng không? Nó gỗ nó vô tông màu luôn, quá đẹp. Không có hợp gì hết trơn á, đem đi ra dục giùm cho em. Em. Trời ơi. Bực mình quá, trời ơi, xui xẻo vô nhà vậy. Cái gì xui xẻo? Hả? Nói tầm bậy tầm bạ gì đâu không à. Ủa, cái áo đâu vậy? Áo của anh chứ đâu là đâu. Em nhớ là em giục áo màu đỏ hết trơn rồi mà. Đi lên thầy, tới tháo ra giùm cho em cái. Em vừa phải đó. À anh nhớ rồi. Mấy cái đồ chơi của con màu đỏ là bữa hổm thấy gom bịch bịch là em giục hả? Đúng rồi đó, em giục đó rồi sao? Trong cái nhà này, kể từ bây giờ không được bất cứ có một cái màu đỏ nào ở trong nhà này nữa. Lý do sao vậy? Thì em không có hợp với màu đỏ. Trời ơi em ơi, em nghĩ sao vậy hả? Bây giờ là bắt đầu kỵ tới màu rồi hả? Tức là từ này về sau là không ai được đụng vô màu đỏ hết hả? Đúng vậy. Vì màu đỏ thầy bói đã nói rằng là em không có hợp. Mà em mà để những cái màu đỏ trong nhà, em sẽ thiếu đi sự may mắn. Công việc của em sẽ không có thuận lợi nữa. Bây giờ vậy ha. Hôm trước nay là anh chiều ý em rất nhiều rồi ha. Nhưng đến lúc như thế này thì không thể chiều được nữa. Bây giờ em lên thay đồ, rồi qua đón con ha, rồi tất cả những cái gì đồ đạc của con mà màu đỏ vậy em quăng em dục đó, gom về trả lại cho con hết. Anh làm ơn đi, cố gắng giùm em thêm 2 tuần nữa thôi. Em đã rất là cực, 2 tuần vừa qua em cố gắng, bây giờ công việc của em mọi thứ cũng suôn sẻ rồi. Thì bây giờ mình cố gắng thêm 2 tuần nữa. Em đảm bảo với anh, đến lúc sau khi hết 1 tháng, em sẽ tự động đi qua bên đó rước con về, không cần anh phải nhắc. Bây giờ không có nói nhiều, lên thay đồ đi rước con. Em không có đi.
đi không có được. Muốn vậy thì 2 tuần nữa em sẽ rước con về cho anh. Bây giờ em đón con không? Hả? Em không đón thì anh đi đón. Không có được. Anh mà đi đón con về là em với anh ly dị luôn đó. Cái gì? Em nói sao? Chỉ vì cái chuyện mê tín của em mà em định phá cái hạnh phúc gia đình này hả? Thì anh ép em quá thì em mới nói vậy. Ok được rồi, anh sẽ chiều em ha. Nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra nữa, đừng trách anh. Mệt quá. Tối ngày cứ cặn. Ủa, rồi không ăn cơm hả? Không ăn uống gì hết á. Mệt quá, không ăn tôi ăn. Đói hồi lát cũng tự xuống ăn. Alo. Dạ đúng rồi. Cái gì? Anh nói sao? Dạ chào bác sĩ. Dạ tình hình con của tôi sao rồi bác sĩ? Anh chị hãy bình tĩnh. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cháu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện giờ chúng tôi đang theo dõi. Có thông tin gì mới tôi sẽ báo anh chị sau. Chào anh chị. Cảm ơn bác sĩ. Em vừa lòng em chưa? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, qua đón con về để chăm sóc. Cứ nói là không sao không sao, tất cả mọi chuyện có má lo rồi. Nếu như con không qua bên nhà má, mỗi ngày má không phải đưa đón con đi học. Rồi hôm nay má đi đón con bị tai nạn giữa đường, má mất rồi, bây giờ con xảy ra tình trạng như thế này nè. Em thì suốt ngày có bùa chú mê tín dị đoan cúng kiến, những cái gì mà em mong muốn xảy ra rồi đó. Em vừa lòng em chưa? Em thực sự là không nghĩ mọi chuyện nó lại tệ đến như vậy. Anh ơi, con mình chắc không sao đúng không anh? Con mình không có sao hết đúng không anh? Anh làm sao mà anh biết được chứ? Trời ơi, em xin lỗi. Bây giờ em xin lỗi, em hối hận thì có ích gì chứ? Con xin lỗi mẹ. Đây chính là cái giá phải trả cho sự mù quáng và thiếu hiểu biết. Xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ.